Các bạn có thấy những người phía sau của mình không? Đây chính là những người đã sở hữu được những ad block foot siêu xịn và những con unique siêu xịn. Nếu mà các bạn cũng muốn sở hữu những con unique siêu xịn hoặc là những cái ad block foot siêu xịn á thì có thể đến với chỗ của mình nha. Địa chỉ sẽ là ở dưới phần mô tả của mình đấy. Ok, không, trái lửa các bạn ơi, mình tưởng trái gì xịn lắm nha. Mày biến, tao lượm được trái của tao rồi, mày biến. Đây là trái của tao, bây giờ tao tập show rồi. Được rồi mọi người, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sức mạnh của God Human. Thì đầu tiên là chữ Z của nó, thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian ha. Chúng ta sẽ được di chuyển một lúc, một khoảng thời gian ấy. Sau khi mà chúng ta lướt trên một cái đường mà nếu chúng ta gặp vật thể có thể đánh được các bạn, thì chúng ta sẽ gây đam lên nó. Và đồng thời chúng ta sẽ gọi là không bị chọn là mục tiêu. Tức là khi chúng ta dùng chiêu này á, thì chúng ta sẽ thực hiện cho đến khi hết. Chứ không phải là ví dụ như chúng ta đang dùng cái Z này mà chúng ta bị khống chế bởi chiêu X của Mochi đi là chúng ta bị văng ra. Không phải nha các bạn ơi, chúng ta vẫn sẽ sử dụng hết chiêu rồi chúng ta mới có thể mới bị gọi là dính chiêu khác đấy. Nói chung là vẫn bị dính đam nha các bạn ơi. Còn cái gọi là công dụng thứ hai của God Human đó chính là chúng ta sẽ bắt được đối phương từ xa. Và nói chung là cái này là cách bung của God Human thôi các bạn. Đấy, như này này, đấy, thấy không? Các bạn thấy mình di chuyển nhanh không? Di chuyển cực kỳ nhanh luôn á, nhanh hơn cả dân ửa luôn các bạn ơi. Mấy dân ửa ba lướt trái Rumble không bằng cái chiêu Z này đâu. Còn cái chiêu thứ hai là nó sẽ phá ken được nha các bạn ơi. Chiêu Z này thì không phá ken được, còn chiêu X này thì nó sẽ phá ken được 100% phá ken nha các bạn ơi. Đấy, bật ken cỡ nào nữa cũng dính. Nói chung là chiêu X này khá là lợi khi mà chúng ta dùng combo. Wow, đánh này bơi. Wow, let's go. Thằng nào? Ơi, thằng nào dùng đam tôi không? Mày nhờ. C dính nè, quanh shop, quanh kêu. Dập lên, ít xe các thứ, tắm, chết, ui, bắn nhiều quá, lên. Ủa, về chứ các bạn. Rồi, có thằng nào, nhiều thằng lắm các bạn ơi. Văn, ở đâu rồi? Hình như có thằng nào đó cũng chơi một chi các bạn à. Mày nhờn nè, đây, thằng này cũng thấy, mày chết thôi. Bấm y các bạn ơi, bấm y liền quá đã. Ok, để mình quánh lại combat nè. Này, C xuống này. Đó. Rồi, X lên thằng C. Đấy. Nói chung là cái bản chất của chiêu X này nó sẽ giúp chúng ta có một khoảng thời gian. Ủa rồi. Đó, rồi chúng ta sẽ có một khoảng thời gian làm chóng đối phương. Không phải là chóng mà gọi là stun đối phương á, khiến cho nó không thể làm được cái chiêu gì khác hết. Đấy, nó cũng khá là lợi các bạn ạ. Tắm vị. Ai gọi tự nhiên ở đâu có 10 kill nước ngon. Nhưng mà không có gì xịn hết các bạn, không có áo tròn. Đó là chiêu X, còn chiêu C thì nó khá là mạnh các bạn. Thì nói chung là chiêu C này chúng ta có thể gọi là giữ của nó. Đấy, giữ để chúng ta phá ken nha mọi người. Khi mà chúng ta giữ chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian xa, chiêu xa đấy chúng ta có thể gây đam cho đối phương. Nói chung là chiêu C này nó phá ken là một. Cái thứ hai đó chính là chúng ta có thể dùng nó để bắt đối phương. Đấy, đó là lý do vì sao mà cái God Human này rất là được ưa chuộng các bạn . Các bạn nên nhớ là cái chiêu C của God Human này các bạn phải giữ full nha. Giữ tới bao giờ mình là đấy, nó thu cái hào quang lại thì chúng ta mới có thể đấm phá ken được. Chứ nếu các bạn bấm nhanh đó là nó bật ken, nó vẫn ken được nha các bạn ơi. Nói chung là đó là sức mạnh của cái God Human thôi các bạn. Còn mà về tác dụng chính của cái God Human này đó mà mình nói các bạn nên sử dụng nó với combo như nào thì các bạn xem nha. Văn ử, mày nhờn với văn ử á, mày một cước là nằm, dám láo với tao . Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ test thử cái sức mạnh của God Human nha. Thì đứng im nè em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đấm cái C nha các bạn. Đấy, nói chung là cái cách tận dụng tối ưu của God Human là chúng ta sẽ bắt đối phương bằng cái chiêu C. Tại vì bắt rất là dễ luôn các bạn . Bắt rồi sau đó mình bấm V nè, bấm V của đốt nhanh. Đấy, các bạn thấy không, Mochi. Đấy, đây là cách bắt gọi là cũng hơi đòi hỏi cái sự canh tham cao các bạn . Gọi là canh gì đây dân ửa này lạ như đang dùng combo thôi. Nói chung là combo nó cũng chỉ có như thế thôi các bạn . Thì bây giờ chúng ta sẽ đi săn bounty luôn. Đấy, có con kêu gì mà không bú thì hơi phí ấy. Ôi thằng này, thằng dân ửa này cay quá các bạn ơi. Ui, nó bấm kêu kịp kìa, cây quá, C dính này rồi. Ủa, thằng khác nữa các bạn ơi. Server tự nhiên đông người á. Bắt lại rồi, ít xuống Z, ít C Z. Chết không chết các bạn ơi, cây quá. Đâm tay. Combo gì đây, combo trái quay các bạn ơi. Combo dân sờ cam gì đây không biết nữa. Đó, thì nói chung là cái gót của mình cực kỳ mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ đi xong vào tay thôi các bạn ơi. Let's go. Ok, đấm về nè. Mày thả nó chạy một tí nha các bạn ơi. Đấy, chúng ta phải cho cái con ngồi của chúng ta một tí không gian để cho nó bỏ chạy, rồi sau đó thì kết liễu. Ủa, không chết hả?
Mày này, giờ thì chết chưa? Mày chết liền, 8k một tùy. Quá ngon các bạn ơi, let's go. Ô lại ra, thằng này thật sự, thằng này nó liều nhỏ, nó liều nhỏ. Ok, bấm y. Bấm y to win các bạn ơi. Game đấm này con, một cước nè, hai cước nè, ba cước nè. Ui ôi, ba kill cùng một lúc luôn các bạn ơi. Trizom. Ồ, lụm luôn. Giờ có thằng nào mà lụm này nó các bạn ơi. Ơ, thằng nào bút kill của mình. Cây quá, có. Ui thôi xong rồi. Mày chết này. Không chết luôn các bạn ơi. Ui thằng này trâu hả? Thằng này có gì đó sai rồi á. Ok, giờ thì bay màu chưa ba liền. Quá đã các bạn ơi. Mày chết luôn đó. Hôm nay tôi sẽ trở thành kẻ hư diệt các bạn ơi. Có ai là bút thằng đó luôn. Look at this. Oh yeah, hello bạn 25. Mày này, khoan các bạn ơi, không được. Thằng này nó chơi trái gì quên rồi. Trái chóp các bạn ơi. Ủa, thằng này mày chơi bung nè, mày xuống này cho tao. Mày chơi bung. Ấy, mày chơi bung nè, mày chết. Ủa, chưa chết luôn hả? Ok, coi này, con này nó nổ cái bầm này. Nó nổ cái đông. Ủa, không chết rồi. Mày chết. Ô, cái gì đây? Chơi game, áo tới. Mày chết nè, thằng này lắc quá. Mày chết, chứ cũng chết luôn. Thôi, giờ mày chết này đấy. Alo, 1, 2, 3, 4. Một kêu liền, lẽ cô. Ui, có 11k bô ti mà thằng này nó lắc dữ gì, khó chơi quá. Ê, ra làm thêm mạng nữa không? Ê, lắc, cho bộ lắc đi đúng không? Cho bộ lắc thôi đúng không? Ê, ra đây, solo đi. Thêm mạng nữa thôi. Hình như thằng này nó hết chấm ra rồi các bạn. Ôi, hình như tôi mới thấy cái thằng chơi trái phật tổ ra. Sợ nóng ra nữa. Hello bạn nhỏ. Ok, từ, hình như mình thấy có một thanh niên này, đỡ. Ủa, đúng. Thằng này có BB mà các bạn. BB với chúng tôi này, BB này, combo này. Quá mạnh. Chết luôn. Mày nhìn gì? Mày biến không biết luôn à? Mày không biến này, biến. Ok, mình qua đây solo với thằng này. Có thanh niên nào đây? Làm idol top. Nãy chiều. Cách nè, enter nè. Ấm về easy. Ê, cái thằng nào đấy? Cay quá. Ơ kìa, ui đang dùng combo. Thằng này. Mày nhường này. Từ từ các bạn ơi. Bấm cắt đợt, một kill, kill. Cái thằng này cũng tính KS kill nó. Chạy mày chạy nhanh á, mày chạy ngon á. Này, làm gì? Ô kìa, ai như cô thắm con bác năm ở xa mới về giang người xinh quá gì đó quên lời các bạn ơi. Double kill quá đã. Lại thêm một chống. Triple kill ra lụm liền luôn đi cu. Ok, thằng này gì đây. Phi phai người chơi hệ lửa rồi. Coi con ngỗng này đỡ ấy. Cay quá các bạn ơi, thằng này giáo đó mình. Mày này một cước là nằm. Mày đỡ này. Thằng này bỏ chạy được. Mày nó chạy đâu rồi. Ôi giời ơi, chơi sky. Mày chạy. Ok, mình để nó chạy ra các bạn ơi. Chạy. Đấm xuống đây đúng rồi. Ủa sao không đánh? Cho mày cơ hội. Đúng rồi nó chạy được các bạn ơi. Cây quơ đấm về. Mày chạy đâu. Ít nè, xe nè. Dính trưởng liền. Ok, Z này nữa chết rồi. Bay màu. Một cước là nằm. 17k bao tiền quá ngon các bạn ơi. Let's go. Ê, còn ai không ta? Ê, có thanh niên mới nè. Thằng này nó hack hay sao nó chạy vậy? Đưa flash. Năng lực cực như cái cách tao đổ xăng à. Ôi dồi, ok. Lại ra nữa. Mày đỡ. Ủa sao tôi đánh thằng dưới này? Cây quá các bạn ơi. Mày chết này con. Phá tao. Ok, còn một kill nữa. Thằng này mình mới 2-3 thôi các bạn ơi. Mình còn một sát nữa. Vào đây. Chết này dính. Ủa không dính à? Chết ngắn quá. Từ mình chờ hồi chiêu rồi. Xuống đây nào cháu bé.
xuống đây. Dính trời ơi, what the heck. Ủa, dùng chiêu em cũng dính nữa. Áo vô. Ok, làm gì nữa? Ủa. Dạ ba. Ấy, mình đấm chiêu không được các bạn ơi. Đấm chiêu không được hả? Nhử thôi. Giả vờ lừa. Lừa thôi chứ nghĩ sao ạ? À? 3-3 liền các bạn ơi. Quá đã. Ê, đánh nè, văng ửa player nè, vô đây chạy về né các bạn ơi. Văng ửa. Ê, có thằng mới có mình chưa ba ban này các bạn ơi, ngon này. Ê, anh ơi. Chạy các bạn. Ít nè, mày giỡn nè. Combo. Mày đừng nha, bottle đừng dùng két. Bottle. Không KS kill nè, double kill liền chạy thôi các bạn ơi. Vô đây nè, văng ửa. Ê, không chết được. Này, văng ửa player. Thằng kia làm gì đấy? Nó rồi ăn văng ửa. Ui cay quá các bạn ơi. Bị mất kill rồi. Cay quá. Hoa quỷ các bạn ơi. Ê, thằng nào nó vậy? Không, thằng này có cấp 1100 thôi. Đây. Văng ấy. Ui sai mà dính. Ui tôi xong rồi. À văng ửa. Không sợ nè, ken chích nè. Ken chích nè. Bay màu rồi. Quá ghê. Tính ra cái Dragon Trident mạnh quá các bạn ơi, spam hồi chiêu nhanh lý lịa luôn. Các bạn xem này, có 24m, 16m luôn các bạn ơi. Ủa mà tụi nó đâu hết rồi. Đây, mình nghĩ là đây nè. Mochi player. Từ các bạn ơi, sao lúc nào cái đinh ba rồng của mình đúng ở cái ngăn số 3 hết ta. Cay chưa. Ê, ủa sao làm được. Áo vậy. Rõ ràng mình đấm nó rồi nó vẫn dùng chiêu được kìa. Cái này lạ nha. Lạ thế này mình phải cho nó bay màu sớm thôi các bạn ơi. Mày chạy. Ô thằng này hình như nó có unbreakable hay sao các bạn ha. Ảo lắm. Mày biến 1k liền, 9k kêu a mày tính. Mấy này nó tính vô nó kéo kêu mình kìa các bạn. Mày nhờn bắt xe lại. Không dính ai hết. Cay quá. Bấm mi. Hè. Không xịt. Đấm này con. Tầm người quá mình không có dám giữ về các bạn à. Mình giữ về mình bị vô cái bộ. Đây. Tầm quá. Ui không được các bạn ơi, chạy thôi. Đau quá. Thôi từ từ đó, để mình né nó, hình như đông lắm các bạn ơi. Mấy này văng ửa rồi. Mày nhờn nè. Mày giỡn hả, văng ửa. Ok. Trời ơi, nó chết hết các bạn ơi. Coi ba thằng nó canh nó đấm về luôn. What the hell. Nhiều văng ửa quá các bạn ơi. Văng ửa nè. Ok, 11 capote. Mày đỡ hả. Rồi, vô đây văng ửa. 10 thằng văng ửa vô đây. Ok, rồi lại chết. Ôi, các bạn ơi. Ôi, đau quá. Không được các bạn ơi, thực sự là khó quá. Chạy thôi. Đây, giờ mình có thằng nào mình giết nó lại các bạn ơi. Đấy nè, ở những server này đông lắm, còn mấy cái thằng văng ửa hay gì, văng lỏ lỏ gì đây. Văng ửa, không được các bạn ơi. Bắt lại, ok, dính rồi. C dính không? Tôi là V4. Tôi mới thấy có thằng chơi V4 thiên thần các bạn ơi. Vô nó lụm cái này cút á. Mày nhờ, không, thằng này không BB các bạn ơi. Chạy. Từ từ đó. Mày nhờ nè, văng ửa player. Xong rồi, bên mang kia nó cam binh à. Cay quá các bạn ơi. Chạy. Từ từ đó. Bây giờ mà mình bị dính chiêu một cái thôi là mình đảm bảo các bạn luôn là mình trừ 35k uy tín ngay. Ôi giời ơi, bao tí tao khó lụm lắm mấy nhóc. Không
khoai muối là lụm nó. Ui không được rồi, ơi server này có thằng 17 người các bạn ơi nè. Ơi gì đấy chơi game mà lại ui rồi xong rồi các bạn ơi, mình đấm trên trời không được. Ơi hai thằng chơi tay. Ui đảo các bạn ơi, đảo ơi nó chơi tay. Sao hôm nay mấy thằng này nó thích chơi tem hết nhở, thích chơi tem á. Ok mình lụm hai thằng cùng lúc luôn các bạn ơi. Lag kìa server này lag các bạn ơi. Mình bú được kill của một thằng nào đó các bạn ơi, chưa bú được kill của mấy thằng ren con. Ok không sao các bạn ơi, kill này đấy, nhiều kill. Mấy thằng này chơi tem, chơi game này con. Ok chưa. Ui không được các bạn ơi, biết vậy mình đấm V rồi mình kéo xuống. Mình quên mất mình còn chưa V. Cay quá. Mày chạy hả? Thằng kia đâu? Mày không có thằng kia hả? Không có thằng kia thì mày chết. Mày chết này con. Ui 16 cái đam luôn các bạn. Bấm y. Game dễ lắm. Mày nhờ ơi. Bấm u đấm về dính luôn. Ê không dính. Ui chết em. Ui mày quá. Ui mình quay kịp lúc luôn các bạn ơi. Oa chết. Ui chết một thằng thôi các bạn ơi, không chết được hai thằng. Mày nhờ double kill. Cho một e chứ chip. Ui không được rồi các bạn ơi. Ui xong rồi lắm mình được rồi. Cay quá. Mày nhường này. Chạy nổ này. Bùm chip bồ kêu đỡ ít. Ui dồi ôi giữ xe chậm quá các bạn ơi. Ok rồi quát kêu luôn các bạn ơi. Mày nhường với top 1 BBB Việt Nam, top 1 BBB nè. Mày ui ôi bữa tiệc killer luôn. Ui ôi unstop table các bạn ơi, không thể dừng lại. Mấy cái thằng nhóc này gọi thêm chục thằng vô nữa này. Ê vào đây solo kill nè. Ok kìa. Nó reset luôn các bạn ơi, cay quá. Bu có tiếng kill mà nó cũng không cho nữa. Mày nhờ này. Nói chung là tôi cũng nể phục thằng này á, tôi đang có V4 mà nó dám chơi. Ui solo luôn, ghê vậy. Đâu rồi mày ôi ủa cái gì đấy, bắt lại này. Ok ủa thằng nào mở râu đen nữa các bạn ơi. Ui vô nãy giờ gặp hai server râu đen luôn, mạnh vãi quá đã. Ui chạy các bạn ơi. Bú nè, có ai ra không. Ui không ai ra luôn các bạn ơi. Ok dính nè, dính thằng nào không biết nữa các bạn. Ui không có kêu thằng kia nó dám ca bin mình. Cay quá. Mày chết ngược nè. Mày chạy đâu hả? Mày chạy đâu nhóc? Tắm xe luôn. Ui. Mày đỡ này. Ui giời, V4 mày mạnh nhờ, V4 mày to nhờ, V4 cá của mày cũng mạnh bằng V4 của tao. À lộn, V3 chứ nó làm gì có V4 các bạn. Bạn có tuổi không? À làm gì có tuổi. Thằng này nó solo tôi, nó chơi tôi luôn. Mạnh vậy. Đổi các combo để chơi tôi luôn. À không, hình như thằng này mới các bạn à. Mạnh á, người chơi này mạnh á. Ui mình xin lỗi các bạn ơi, cay quá. Chết đi. Lỡ gọi là tôi nhường nó tí thôi, tôi hạ nó cái ít để cho tôi nó biết là nó sẽ chết. Nó sẽ chết cho nó, tôi sẽ bú nó. Uầy, server này có 15M này các bạn ơi. Là giao bộ ra này, đây giao bộ ấy nó tăng hình ra, nó định chơi mình đúng rồi các bạn. Ô, mạnh nha, thằng này mạnh á. Ui không được các bạn ơi, chơi ngu rồi. Ủa gì vậy? Ấy thằng này nó tính chơi đẩy lava này các bạn. Ấy. Thằng này giỏi á. Ôi, còn mình chết thật các bạn à. Đây, ok. Mày nhường này ra ngoài các bạn ơi, mình giao bộ này. Đấy, ít nè, ra với chúng tôi này. Chết không? À, không chết các bạn ơi. Không chết hả? Không chết với chúng tôi nè, 17k bounty lớn rồi mà chơi trò đẩy ra mà hả con. Ngon liền.
Ủa nó đâu rồi? Ao luôn á. Ờ. Alo, alo, alo. Ê, ê, sao đi mà bỏ tao hả mày? Alo. Ui, thằng 15M nó đi xong nó bỏ tao luôn các bạn ơi. Cay quá, phải reset rồi. Có thanh niên này các bạn ơi. Mày nhờn ra đây, ra đây, ra đây. Cho mày test sức mạnh của God Human này con. Thằng Việt quen God Player. Mày nhờn. Mày giỡn với tao hả? Mày, ấy, ủa nó đâu rồi? Ủa, à đây, đây, đây. Mày chạy này đó, mày chạy đây đó. Tao thả cho mày chạy đó, mày chạy đâu làm được gì đâu. Vẫn phải check tôi con. Đã đứng trước mặt tử thần rồi còn bày đặt chạy á con. Không có cái chuyện đó đâu. Ủa mình mới thấy cái thằng kia xong nó out luôn các bạn ơi. Cây quá. Nó thấy mình là nó như thấy tử thần rồi các bạn ơi. À đây rồi các bạn ơi. Có thằng cu 2500. Mày ơi. À, cái con quái này cây quá. Cái con boss này. Mày chạy đâu, mày chạy đâu. Ơ cây chế như con boss này nãy giờ hai lần. Ủa lần thứ ba rồi. Cây quá. Trời ơi con gà. Ờ thì nói chung là nó cũng biết điều đó các bạn à. Nó tự reset luôn các bạn à. Nó biết là nó cũng thua, nó đâu dám chạy đâu mà. Nó chạy cũng như không à, nó reset á. Thông minh á, đây là một pha xử lý rất thông minh. Tôi rất là đánh giá cao sự thông minh của bạn. Wow, server gì mà nó đông như vậy. Well. Ui mấy anh em 20 năm mà sau này chiến người ta. Từ từ ra. Rồi đó, mình để các bạn đánh nhau này. Mình lụm hết luôn các bạn ơi. Ủa sao không gom được cái não vậy? Cây quá. Ok, né chiêu này. Đó, đây. Mày chạy. Ui không chết các bạn ơi. Dính, không dính luôn. Cây quá. Mày chạy, nó vẫn chạy được kìa. À đó, mình cho nó một tí cơ hội để nó thoải mái một tí. Rồi, mày chết này con. Gà chưa, mày thắng gà chưa. Quá gà. Người chơi gà. Ơi khoan, thằng này nó chơi cái gì ta quên rồi. Nó chơi đánh chóp các bạn ơi. Thằng này nó chơi chóp. Mày chóp player này. Chóp. Ui. Người chơi đẳng cấp. Mày chạy. Ok bấm y luôn. Bấm y này con. Thấy chưa sức mạnh của quái vật này. Ôi kìa nó bỏ chạy rồi. Nó thấy tụi bay 4 nó bỏ chạy luôn. Mày lại đây. Anh tới đây em ơi. Anh xin tự giới thiệu, anh là công tử Bạc Liêu. Ê, mày chạy. Mày ơi cứ chết. Cay quá. Đâm về. Mày nhờ. Không chết được. Cay quá, nó chạy được tiệt kìa. Holy moly, có thanh niên 17M luôn này các bạn ơi. Mình vừa mới vô mình đã thấy có 17M rồi, ngon rồi. Đây ma dương gì đây, ma dương à. Ma dương 2k5. Ma ơi. Ôi cái thằng này nó chơi chóp. Ui giời sao những người chơi chóp. Ui trời sao mình ơi. Ôi. Ê Facebook. Chạy, không giỡn nữa. Thằng này giết được mình đó các bạn à. Mày nhường này con. Ôi. Nán tê bồ cửa ra này tê. Ôi. Ê. Trời ơi mình tưởng không dính. Ê nó giết mình đó. Trời. Mày giỡn này. Ok. Ui. Bấm y. Bấm y này con. Biết thì kỹ bấm y tôi ngang. Y. Ê. Ủa sao nó giết luôn thằng kia rồi. Cây quá các bạn ơi. Thằng này. Mình phải từ từ thôi các bạn ơi. Này. Thằng này nó chơi tộc thiên thần nên là mình có dùng đấm nó mình cũng không có bắt chiêu được. Thằng này thiên thần một kia. Thiên thần một kia với chúng tôi này, một kia mà dám nhường với tao. Nãy giờ mình tưởng nó có vòng chứ. Mình sợ tộc thiên thần có vòng thôi chứ mấy thằng chưa có vòng. Mày vào đây 10 thằng của nó đâu rồi. Nó out luôn hả? Ủa gì kỳ vậy? Ủa chơi game gì out rồi? Ui server gì có 5 thằng. Vãi hò à. Ui 5 thằng ơi. Đây có một con cháu này. Hello. Ủa không, nó chạy ngoài biển các bạn ơi. Mình tưởng nó tầm gần chứ. Nó mà gần đây là một kill nữa rồi. Ok tôi buồn ngủ các bạn ơi. Thôi tôi tắt video nha, bye bye mọi người.